trong lịch sử cận hiện đại của Việt Nam nói chung và miền Nam Việt Nam sau Hiệp định Geneva 1954 nói riêng. Trường hợp nhân vật lịch sử Dương Văn Minh năm 1916 đến 2001 có lẽ khá đặc biệt. Sở dĩ có điều này bởi lẽ ông không chỉ là một vị tổng thống có thời gian đương nhiệm ngắn nhất 72 giờ, mà đối với nhiều sĩ quan cấp cao của Việt Nam Cộng Hòa, ông còn được đồn là một vị tướng lĩnh có vấn đề. Ông sống nói chung trong sạch, bề ngoài có vẻ luôn khiêm tốn hiền lành, nhưng toàn tham gia những đại sự quân chính, có tác dụng đảo chiều hướng đi của lịch sử. Thậm chí cho đến tận ngày nay, vẫn còn rất nhiều người mơ hồ về cái tốt và xấu cùng tồn tại trong người đàn ông này. Cũng chính bởi lẽ đó đã có rất nhiều sử gia vào cuộc nghiên cứu về nhân vật lịch sử là Tổng thống Dương Văn Minh. Tuy nhiên đến cuối cùng, các luồng ý kiến vẫn không thể thống nhất. Nhìn nhận chung, Tổng thống Dương Văn Minh được nhắc đến nhiều nhất trong hai sự kiện chính. Một là năm 1963, với tư cách Chủ tịch Hội đồng Quân nhân Cách mạng, ông cầm đầu nhóm tướng lãnh đảo chánh lật đổ chế độ Ngô Đình Diệm. Và việc năm 1975, với tư cách Tổng thống đã quyết định đầu hàng không điều kiện quân giải phóng miền Nam Việt Nam để kết thúc gọn nhẹ cuộc chiến tranh thảm khốc 30 năm, lập lại hòa bình cho dân tộc Việt. Đặc biệt ở sự kiện thứ hai, dù những giây phút cuối cùng trên cương vị Tổng thống Việt Nam Cộng Hòa đã được tiết lộ, song nhiều người vẫn không ngừng bàn tán về cái sự có vấn đề của chính con người ông và của cả quyết định mang tính lịch sử đó. Vậy cụ thể những phút cuối cùng của Tổng thống Dương Văn Minh đã diễn ra như thế nào? Anh em hãy cùng Hồi ức Thời chiến đi tìm hiểu ngay bây giờ. Đầu tiên phải khẳng định rằng, liên quan đến cuộc đảo chính ngày 1 tháng 11 năm 1963, trừ ra một số người sùng bái Ngô Đình, thì đa số nhân dân miền Nam lúc đó đều hoan nghênh ủng hộ. Chỗ có vấn đề đáng nói cho đến nay, vẫn còn nhiều người thắc mắc, đó là việc ông Minh có phải là người ra lệnh cho những người dưới trướng ông hạ sát Tổng thống Diệm và cố vấn Ngô Đình Nhu trên chiếc xe bọc sắt M113 một cách thảm thiết trên đường chở hai ông Diệm, Nhu về Bộ Tổng tham mưu ngày 2 tháng 11 năm 1963 để xử lý hay không. Dù câu trả lời vẫn chưa thực sự rõ ràng, nhưng những người thân Diệm vẫn tố cáo ông Minh là kẻ phản bội tàn ác, bởi con đường binh nghiệp của ông Minh được thăng tiến nhanh chóng có một phần quan trọng là nhờ Tổng thống Ngô Đình Diệm. Mãi đến khi cuốn Hồi ký tâm sự Tướng Lưu Vong của Hoành Linh Đỗ Mậu, nhà xuất bản Công an Nhân dân 1995 được xuất bản, thì có lẽ sự thật mới được sáng tỏ một chút. Theo một số chi tiết ở trang 502, 503 có thể thấy, việc giết hai ông Diệm, Nhu, ông Minh không quyết định một mình, mà có sự họp bàn tập thể, nhưng mà chỉ bàn kín, hạn chế với vài tướng lãnh chủ chốt, trong đó có các tướng Lê Văn Kim, Mai Hữu Xuân và Đại tá Dương Ngọc Lắm, chứ không đưa ra toàn thể Hội đồng Quân nhân Cách mạng lấy quyết định. Đại sứ thứ hai trong cuộc đời của ông Minh liên quan đến ngày 30 tháng 4 năm 1975 lịch sử, khi đại quân miền Bắc ồ ạt tiến sát vào Sài Gòn, quân lính Việt Nam Cộng Hòa nhiều nơi đã bị tàn rã. Khi ấy với cương vị Tổng thống vừa được Quốc hội đưa lên trước đó chỉ 3 ngày, nhóm chấp chính Dương Văn Minh, gồm cả Phó Tổng thống Nguyễn Văn Huyền, Thủ tướng Vũ Văn Mẫu đã quyết định không chống cự và sau đó tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Sự đầu hàng nhanh chóng này tất nhiên nhận được nhiều sự đánh giá trái ngược nhau. Đối với bên thua cuộc, mỗi lần nhắc đến Dương Văn Minh, không ít người Việt tị nạn ở nước ngoài vẫn còn oán trách, cho ông là hàng tướng đã hèn nhát đầu hàng quân giải phóng, trao nước cho giặc, để đến nỗi đất nước phải như ngày hôm nay. Theo những người tự cho mình sang chảnh và văn minh thì Việt Nam bây giờ là nghèo nàn, lạc hậu, nạn tham nhũng tràn lan vô phương cứu chữa, mất dân chủ này khác. Đây là một quan điểm đánh giá có nhiều phần vội vã, cực đoan, đơn giản, không thể hết thực tế của hình thế thời cục lúc đó, cũng như nhu cầu bức thiết chấm dứt chiến tranh tái lập hòa bình phải là mối ưu tiên hàng đầu đối với bất kỳ nhà lãnh đạo nào biết thương dân. Là một quân nhân kinh qua nhiều chiến trận, hơn ai hết, ông Dương Văn Minh là người thấu cảm với nỗi khổ của nhân dân vô tội trong chiến tranh. Và ngay cả bản thân ông cũng có người em ruột là sĩ quan cao cấp Dương Thanh Nhật, 10 tỷ, đang đấu tranh chống lại Việt Nam Cộng Hòa ở bên kia chiến tuyến. Giả định ngày 30 tháng 4 năm 1975, Dương Văn Minh không chịu đầu hàng mà kiên quyết tử thủ, thì khó có thể suy đoán sẽ còn bao nhiêu dân và quân của cả hai bên chiến cuộc tiếp tục thương vong, đổ máu. Cho nên có thể nói ông Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng là một hành động sáng suốt, tránh cho Sài Gòn và cả nước không bị đổ máu thêm vô ích. Trước hết, vì mục tiêu hòa bình và hòa giải hòa hợp dân tộc, vốn là chủ trương căn bản của ông, cho dù ông có chịu ảnh hưởng bởi những ý đồ chính trị phức tạp của người Mỹ, người Pháp. Trong trường hợp này, cũng giống như trong cuộc đảo chánh năm 1963, có lẽ phải nghĩ ông Dương Văn Minh tuy không hoàn toàn độc lập hành động, nhưng là người đã biết kéo nương theo diễn biến thời thế để làm lợi cho dân tộc. Năm 1963, xóa bỏ chế độ độc tài Ngô Đình Diệm. Còn nay là kết thúc của chiến tranh đau khổ tái lập nền hòa bình. Cũng có một quan điểm phổ biến khác cho rằng ông Minh tuyên bố đầu hàng đơn giản chỉ vì bị lâm vào cái thế không thể làm khác. Bởi vì vào ngày 30 tháng 4, vận mệnh của miền Nam Việt Nam dường như đã được an bài với phần thắng thuộc về quân giải phóng và sự sụp đổ của Việt Nam Cộng Hòa là điều hiển nhiên. Theo cùng đó là một câu hỏi nữa cũng đáng để đặt ra, là một tướng lãnh cao cấp nhất trong quân đội Việt Nam Cộng Hòa,
thông thường phải có khuynh hướng chủ chiến. Nhưng tại sao chính phủ do ông Minh đứng đầu lại có vẻ hiền lành, chủ hòa với thiện ý cao nhất? Ngoài những lý do đương nhiên về chính trị, cũng như những đòi hỏi khách quan của lịch sử cùng nguyện vọng hòa bình của dân tộc, thì còn một lý do khác có tác động ở đây, đó là tôn giáo. Tổng thống Dương Văn Minh và Thủ tướng Vũ Văn Mẫu đều theo Phật giáo, trong khi Phó Tổng thống Nguyễn Văn Hiền là người rất mộ Kitô giáo. Đạo Phật là đạo của hòa bình, từ bi hỷ xả, Kitô giáo là đạo của lòng bác ái vị tha. Lẽ tất nhiên, các ông đứng đầu này đều có khuynh hướng chung, không muốn cho sinh linh phải bị tàn sát, trong bất kỳ điều kiện nào còn có thể tránh được. Rõ ràng ông Dương Văn Minh đầu hàng không phải để được vinh thân phì gia, vì ai cũng biết, sau khi hoàn tất trách nhiệm lịch sử và lui khỏi chính trường, ông đã sống cuộc đời ẩn dật nơi nước ngoài với con cái, không phát biểu về chính trị, không viết hồi ký để kiếm tiền, chấp nhận cuộc sống nghèo bình thường, từ chối mọi sự trợ cấp từ phía các chính phủ Pháp, Mỹ mà ông đã có thời gian từng phục vụ. Ông không giống như một vài vị tướng khác, suốt ngày đeo cái lon tướng để được tiếp tục nhận sự vinh danh cho tới chết mới thôi, mặc dù nhiệm vụ lịch sử đã hoàn thành từ rất lâu. Ngày nay, xét diễn biến các sự kiện, đa số người ta đều thừa nhận việc đầu hàng của Tổng thống Dương Văn Minh cùng nội các của ông chẳng những không nhục nhã mà còn là hành động sáng suốt thức thời. Điều này về sau đã được cố Thủ tướng Võ Văn Kiệt công khai thừa nhận trong một lần trả lời cuộc phỏng vấn liên quan đến vấn đề đang xét của Tuần báo Quốc tế, Bộ Ngoại giao nhân dịp 30 tháng 4 năm 2005. Có lần ông Kiệt cũng chia sẻ với cựu dân biểu Lý Quý Trung, ông Minh là một con người tốt và có lòng yêu nước. Hồi ký không tên, trang 447. Con trai ông Dương Văn Minh, kỹ sư Dương Minh Đức, có lần được hỏi ý kiến nhận xét sự kiện lịch sử ngày 30 tháng 4 năm 1975 và về người cha của mình, đã phát biểu: "Tôi rất yêu quý bà tôi. Thứ nhất, ông là vị tướng sống trong sạch, không chấp nhận chuyện tham nhũng. Thứ hai, trong nguyên tắc tìm giải pháp hòa bình cho đất nước Việt Nam, theo ông phải do chính người Việt Nam tự giải quyết. Tôi hiểu quan điểm của bà tôi, luôn đặt dân tộc và sinh mệnh nhân dân lên trên hết. Chính vì vậy, ông không ngại đứng ra đảm nhận vai trò tổng thống trong buổi hoàng hôn của một chế độ. Bà tôi là người luôn chủ trương hòa giải, hòa bình dân tộc và ông đã bác bỏ ý kiến của một số người yêu cầu tử thủ Sài Gòn. Tôi tin rằng đây là quan điểm xuyên suốt trong cuộc đời chính trị của ông. Yêu nước trước hết là phải cứu dân." Theo tạp chí Hồn Việt, 1 tháng 6 năm 2009. Đúng như vậy, khái niệm yêu nước rất rộng, đánh giặc hăng say chỉ là một trong những biểu hiện của tinh thần yêu nước khi đất nước bị xâm lăng mất độc lập. Nhưng đó chẳng qua cũng chỉ là hành động bất đắc dĩ, chứ chẳng nên lúc nào cũng cổ vũ thái quá. Nếu chiếu theo mối quan hệ đang nóng dần lên giữa ta và Trung Quốc ở Biển Đông, thì điều này hoàn toàn đúng. Cụ thể, trong khi người láng giềng phương Bắc lúc nào cũng khe khe ta trên Biển Đông, nhưng không làm theo những lời kêu gọi đánh nhau của những thanh niên yêu nước trên mạng, nhà nước ta vẫn điềm tĩnh giải quyết mọi việc theo luật pháp quốc tế và quốc gia. Còn những anh em của hồi ức thời chiến có đánh giá gì về con người và những quyết định của Tổng thống Dương Văn Minh? Hãy mạnh dạn để lại bình luận ở phía dưới video và đừng quên bấm đăng ký kênh để ủng hộ đội ngũ hồi ức thời chiến anh em nhé. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. We'll be right back.